Kênh Quốc Sản Ngoại Đốc xin kính chào các bạn, chúc các bạn có nhiều sức khỏe để vượt qua Covid-19 nhé. Kính thưa các phụ huynh và các em học sinh thân mến, năm học 2021 và 2022 đã đến rất gần với chúng ta. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp, thì khả năng học sinh không được đến trường rất là cao. Nếu khả năng nó xảy ra thì buộc các em phải học trực tuyến tại nhà. Để học trực tuyến tại nhà đạt hiệu quả cao thì các em cần phải có một cái phần mềm dễ học, dễ sử dụng và dễ cài đặt. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho phụ huynh cũng như các em học sinh về một cái phần mềm có tên là Zoom Cloud Meeting. Đây là phần mềm rất là đơn giản và được rất là nhiều người sử dụng, không riêng về Việt Nam chúng ta. Thì sau đây các phụ huynh cũng như các em học sinh vào xem mình sẽ chia sẻ cái cách cài đặt và đăng ký phần mềm Zoom Cloud Meeting nhé. Chúng ta sẽ vào cái màn hình điện thoại và màn hình máy tính nha. Đây mình sẽ sử dụng cái điện thoại để cài đặt cái phần mềm rồi. Phụ huynh và học sinh nào sử dụng điện thoại Apple thì chúng ta sẽ vào App Store. Ai sử dụng Samsung hay Oppo thì chúng ta sẽ vào cửa hàng CarPlay ha. Cái điện thoại mình sử dụng CarPlay, mình sẽ bấm vào CarPlay để tải phần mềm về. Đây mình sẽ bấm vào CarPlay. Rồi chúng ta vào mục tìm kiếm. Ta bấm Zoom Cloud Meeting. Rồi nó sẽ nói chữ Zoom Cloud Meeting ha, chúng ta ấn vào. Rồi nó yêu cầu chúng ta cài đặt phần mềm về máy, chúng ta sẽ bấm vào cài đặt. Thì cái máy mình nói chung là nó đã cũ rồi, sử dụng rất là nhiều dung lượng ha, nó chạy về rất là chậm như gù bò vậy. Ai mà giải thích được câu là gù bò ngang mã mấy chăng là nó chạy xong nhé. Hên quá bạn, cái này nó chạy nhanh ha. Rồi chúng ta đã tải về xong, chúng ta vào mở, bấm vào mở. Tuy nhiên chúng ta sẽ kiểm tra lại cái phần mềm này nó có nằm trên hệ thống máy màn hình của mình hay không ha. Chúng ta sẽ trở lại màn hình. Rồi chúng ta đi tìm cái phần mềm mới tải về. Rồi đây là phần mềm Zoom ha. Nó có cái hình ảnh là camera nè. Rồi ký hiệu chữ Zoom bên dưới, chúng ta bấm vào. Rồi nó sẽ đưa lên cái màn hình như thế này, yêu cầu chúng ta tham gia cuộc họp, đăng ký, đăng nhập. Thì đối với ai mà đã từng đăng ký, đăng nhập rồi thì chúng ta chỉ bấm vào tham gia cái cuộc họp thì chúng ta sẽ vào họp hoặc là học trực tuyến. Còn chưa ai đăng ký thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục đăng ký. Mình sẽ bấm vào cái mục đăng ký. Rồi để xác minh vui lòng xác nhận ngày tháng sinh của bạn, chúng ta ấn vào tháng ngày ha. Chúng ta ấn vào tháng ngày ha. Rồi chúng ta sẽ lựa cái ngày tháng của mình. Chúng ta sẽ ấn đây thì cái ngày nó sẽ chạy thôi. Rồi mình là ngày 1. Tháng 1. Chín tám mốt ha. Rồi, xong yêu cầu chúng ta đặt. Bấm vào đặt. Rồi nó yêu cầu mình đăng ký cái email. Thì cái email này thì các phụ huynh cũng như học sinh có thể lên YouTube gõ về cách hướng dẫn cài đặt email cho ba mình ha. Thì nó làm cái email mình trong vòng 2-3 phút là xong rồi. Thì mình sẽ nhập đầu tiên sẽ nhập cái email của mình nè. Rồi nhập tên, tên mình là Sang Huy Sang ha. Thì Hồ Quỳnh. Rồi yêu cầu chúng ta bấm vào. Xong thì chúng ta sẽ bấm vào đăng ký.
Rồi, nó kêu là gửi lại email khác, bấm vào. Rồi mình sẽ vào ra màn hình của mình ha, mình sẽ tìm ra cái email. Nó gửi về cho mình một cái thông tin. Rồi nó yêu cầu mình sẽ đăng nhập vào. Rồi mình sẽ đăng nhập cái địa chỉ email vào trong máy mình ha. Nó có sẵn thì mình sẽ chọn của mình luôn nha. Rồi bấm vào đăng nhập. Đang chạy. Đang chạy nha. Rồi nó đã chạy xong thì nó sẽ có một cái biểu tượng như thế này là coi như mình đăng ký thành công ha. Thì ở đây mình chưa có đưa cái ảnh đại diện của mình vào trên cái chỗ cái mail là Sang Quỳnh ha. Thì muốn đưa cái hình ảnh của mình lên thì chúng ta vào cái chỉnh sửa, chúng ta đưa vào ha, chúng ta lựa hình nào đẹp của mình đưa lên nhé. Rồi bây giờ chúng ta đã đăng ký thành công rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài cái màn hình lại, chúng ta sẽ bấm vào. Ta sẽ chọn cái phần mềm mình tải về là Zoom ha. Rồi nó sẽ trả lại cái màn hình đó là tham gia cuộc họp ha. Đăng ký đăng nhập ha. Thì bây giờ mình đã đăng ký đăng nhập rồi thì chỉ cần bấm vào là tham gia cuộc họp thôi. Rồi nó yêu cầu mình nhập cái ID và mật khẩu. Thì cái ID và cái mật khẩu này thì do giáo viên mà dạy chúng ta sẽ cung cấp cho chúng ta, hoặc là những chúng ta vào cuộc họp thì nhờ những người trưởng nhóm ta sẽ cung cấp cho mình cái ID và mật khẩu. Rồi đó là cách mình đã chia sẻ cho các phụ huynh cũng như là các em học sinh về cách cài đặt cũng như là đăng ký Zoom để học trực tuyến cho các em học sinh. Còn cái cách sử dụng Zoom như thế nào thì sau này mình sẽ ra một cái clip thứ hai.